quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Chương trình hôm nay gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi công dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Phóng sự nhà báo áo lính. Ngày hội nghệ thuật quần chúng ở cơ sở. Bộ Giao thông Vận tải vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài gần 120 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027. Tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch của hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, thu hút đầu tư kết nối trung tâm vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột là một trong những công trình trọng điểm cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết số 23 NQTVK ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại Đà Nẵng, Quân khu 5 vừa tổ chức tập huấn cán bộ và công tác bảo vệ an ninh năm 2023. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 dự và chỉ đạo khai mạc. Tại lớp tập huấn, 124 đồng chí là thủ trưởng cơ quan chính trị, trưởng ban cán bộ bảo vệ an ninh, cán bộ nhân viên ngành cán bộ và bảo vệ an ninh các cơ quan đơn vị trực thuộc quân khu sẽ được nghiên cứu những điểm mới về công tác cán bộ và bảo vệ an ninh. Nội dung cơ bản của thông tư 02 về công tác đào tạo bồi dưỡng, hướng dẫn 22 về công tác đề bạt, thăng quân hàm, nâng lương, quy định về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ đảng. Thông qua lớp tập huấn, có phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác cán bộ, bảo vệ an ninh các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang quân khu. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo vệ an ninh trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, được đi, được viết, được chia lửa trong cuộc chiến chống đại dịch, hay những buổi lăn lộn trên thao trường bãi tập và cả những cuộc hành quân cùng với bộ đội ứng cứu nhân dân trong bão lũ thiên tai. Đó là những việc làm mà đội ngũ nhà báo nói chung, nhà báo mặc áo lính nói riêng luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất. Bây giờ là 22 giờ đêm. Đêm nay, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 50 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn phòng hóa 78, đội vệ sinh dịch tễ, Bộ Tham mưu Quân khu 5 sẽ tiến hành tiêu độc khử trùng toàn bộ nơi đã phát hiện những ca dương tính với COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục ngày tìm kiếm thứ hai thì hiện tại các đơn vị đang tiến hành tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Thời tiết lúc này chuyển sang trời mưa cũng gây bất lợi cho công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn nỗ lực tích cực để tìm kiếm các nạn nhân sớm nhất. Cùng với các đồng nghiệp, phóng viên, báo Quân khu 5 đã kịp thời truyền tải đến bạn đọc những trang viết, hình ảnh khắc họa sinh động tinh thần lạc quan, yêu đời, sự hy sinh thầm lặng cùng những vất vả hiểm nguy để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Những câu chuyện cảm động ngay giữa tâm dịch hay những bộ nhật ký, ký họa đong đầy tình cảm quân dân tại các khu cách ly y tế, sự quan tâm chia sẻ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và người dân đối với lực lượng giữa tâm dịch đều được khai thác sinh động. Và đó là nguồn cổ vũ động viên rất lớn để những nhà báo áo lính cố gắng phấn đấu nhiều hơn. Lực lượng phóng viên của báo truyền hình Quân khu 5 chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng. Và nhắc lại cái sự kiện ngày 28 tháng 10 năm 2020 tại thôn 1 xã Trà Leng. Thì do ảnh hưởng của mưa lũ, hệ thống điện lưới, internet là đã bị cắt đứt toàn bộ. Và pin điện thoại, pin máy ảnh, pin máy quay của chúng tôi lúc đó
phải chắt chiu dành dụm từng tí một. Thực sự lúc đấy là mạng internet sóng cũng rất là chập chờn, cũng không thể gửi về tòa soạn được. Thế sau đó anh em là sử dụng phương án là đẩy hết tất cả lên mạng xã hội, chia nhỏ ra, hình ảnh cũng giảm hết dung lượng xuống để gửi về tòa soạn. Có những mẩu tin thì chúng tôi cứ viết được đoạn nào chúng tôi lại gửi qua tin nhắn về cho anh em đồng nghiệp và cơ quan tòa soạn. Xong anh em ở tòa soạn sẽ biên tập chỉnh sửa ghép lại thành một cái bản tin hoàn chỉnh để mang đến bạn đọc. Thì chính bằng cái cách làm này, tôi cùng các anh em phóng viên trong cơ quan đã có hàng trăm phóng sự tin bài mang đến cho bạn đọc. Nhận nhiệm vụ trong những bữa ăn vội, các bài viết thước phim dựng vội trên đường hành quân là công việc khá quen thuộc đối với đội ngũ làm báo mặc áo lính. Mưa to, đường xá bùn đất ngập sâu, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét liên tục xảy ra. Điện lưới, sóng điện thoại, wifi, 4G, chỗ có, chỗ không, điều kiện sinh hoạt, ăn uống tạm bợ, nguy cơ mất an toàn cao là những khó khăn trở ngại rất lớn đối với đội ngũ những người làm báo khi trực tiếp tác nghiệp, đưa tin từ tâm bão, vùng rốn lũ, nhất là tại hiện trường thảm họa sạt lở đất. Dưới cái nắng nóng như chảo lửa của những ngày hè, trên thao trường bãi tập, các phóng viên luôn theo sát bộ đội. Trong nhà xưởng, khu kỹ thuật hay các hoạt động trong giờ nghỉ ngày nghỉ của bộ đội đều được truyền tải đến công chúng qua ống kính và ngòi bút của những nhà báo áo lính, được cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn yêu thích đón nhận. Trong thời gian vừa qua, thì kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam nói chung và báo truyền hình quân khu 5 nói riêng đã và đang là cầu nối thực tế giữa các đơn vị đến gần hơn đối với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị qua các phẩm dân dựng là nguồn tư liệu đơn vị đã áp dụng vào để nâng cao nên chất lượng công tác giáo dục chính trị, qua đó định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ bằng việc học hỏi những cách làm hay, những cách làm sáng tạo. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới những người làm báo sẽ luôn là cầu nối thực tế giữa các đơn vị đến gần hơn với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Với sức trẻ lòng yêu nghề thì chúng tôi luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn để kịp thời thông tin đến khán thính giả những hoạt động về nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn quân khu 5. Bên cạnh đó, chúng tôi còn chủ động tìm tòi, khai thác những khía cạnh mới, những đề tài hay liên quan đến đời sống của chiến sĩ để truyền tải cái hình ảnh bộ đội Cụ Hồ đến gần hơn với công chúng. Những câu chuyện kể về Trường Sa, mỗi nụ hoa ngọn cây hay những vườn rau xanh tươi hòa mình trong sóng biển đã gắn với bao giọt mồ hôi của người lính. Và những ánh mắt nụ cười trên khuôn mặt rạng ngời của người lính trẻ đều được khắc họa qua những thước phim quý giá, hình ảnh đẹp, đầy cảm động của đội ngũ phóng viên áo lính. Có thể nói, sự đóng góp công sức của đội ngũ phóng viên trong truyền tải những thông tin và mọi hoạt động của người lính là rất lớn. Đó là lòng dũng cảm, sự tâm huyết, không quản ngại khó khăn gian khổ, với mong muốn đến với độc giả, công chúng, những thông tin mới, chuẩn xác và kịp thời. Với họ, niềm hạnh phúc nhất của riêng mình chính là nhiệm vụ mà họ đang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, diễn ra 5 năm một lần, Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang quân khu 5 lần thứ 13 năm 2023 là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô lớn, thu hút đông đảo lực lượng trong và ngoài quân đội tham gia. Đây thực sự là ngày hội của những người yêu và làm văn nghệ ở cơ sở. Bằng tài năng và niềm đam mê nghệ thuật, các nghệ sĩ quần chúng đã cháy hết mình qua từng tiết mục. Múa, tình yêu bên dòng Serepok là một trong những tiết mục chủ đạo của đoàn nghệ thuật quần chúng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đem đến hội diễn lần này. Với cách khai thác kể chuyện khéo léo, mang hơi thở Tây Nguyên nói chung, đời sống đồng bào dân tộc Mơ Nông nói riêng đã được tái hiện sinh động qua từng điệu múa, cách xây dựng hình ảnh. Đoàn nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Đắk Nông đến với Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang quân khu lần thứ 13 năm 2023 đem đến một chương trình rất là đặc sắc với chủ đề viết tiếp bản hùng ca Đắk Nông ngày mới. Tổng thể chương trình hội diễn và xuyên suốt là nói về truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Đắk Nông anh hùng. Trong đó đặc biệt đó là thể hiện
cái mối đoàn kết quân dân máu thịt, những cái bản sắc trên các tỉnh Tây Nguyên nói chung và người Mơ Nông trên cao nguyên Mơ Nông nói riêng. Bám sát chủ đề liên hoan, viết tiếp bản hùng ca tự hào khu năm ngày mới, các đội đã chủ động phối hợp với đơn vị kết nghĩa, lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu, xây dựng chương trình, mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, tập trung các nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang quân khu, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương đồng chí đồng đội, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chương trình kết cấu bố cục chặt chẽ với nhiều thể loại, hát, múa, hòa tấu, kịch, khai thác kết hợp hài hòa giữa nét nghệ thuật truyền thống và hiện đại, tạo bản sắc, dấu ấn riêng của từng vùng miền, đơn vị. Đây là lần đầu tiên thì em tham gia hội diễn quần chúng lực lượng vũ trang của quân khu 5 thì cảm giác của em rất là vui và khi thấy các đơn vị biểu diễn trên sân khấu thì em cảm thấy chất lượng năm nay rất là hoành tráng và đầu tư, cũng có một chút lo lắng và hồi hộp. Em cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt phần thi ngày hôm nay. Điểm nhấn của chương trình bên em thì hầu như là chung về Tây Nguyên và cũng sẽ có xen kẽ đặc trưng của lữ đoàn công binh 280. Theo đánh giá của ban tổ chức, ban giám khảo, từ sự đầu tư, cách dàn dựng, biểu diễn đã cho thấy chất lượng liên hoan lần này được nâng tầm so với các kỳ liên hoan trước. Nhiều chương trình tiết mục có chất lượng tốt đã không còn ranh giới giữa chuyên nghiệp và không chuyên. Tất cả các cơ quan đơn vị đều chuẩn bị hết sức tích cực và mang lại cho hội thi những tiết mục đặc sắc. Nó đánh giá đầy đủ về nội dung, chương trình cũng như hình thức của các đội. Tôi cho rằng nét mới và nét đặc sắc của liên hoan lần thứ 13 này đã thể hiện trước hết sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy các cấp. Thứ hai, với một đội ngũ cán bộ diễn viên được chuẩn bị hết sức công phu, được luyện tập kỹ càng và những nội dung phản ảnh đầy đủ về bản chất của con người khu năm, bản chất của người lính cụ Hồ và đặc biệt là hình ảnh của lực lượng vũ trang quân khu năm đã được thể hiện đầy đủ qua những tác phẩm tự biên và sự linh hoạt trong quá trình biểu diễn của đội ngũ cán bộ diễn viên của các cơ quan đơn vị. Liên hoan lần này là dịp để tổng kết hoạt động văn hóa văn nghệ cơ sở trong 5 năm qua, giúp lãnh đạo chỉ huy các cấp đánh giá đúng thực trạng công tác văn hóa văn nghệ của đơn vị mình, qua đó phát hiện, ghi nhận, biểu dương sự cống hiến sáng tạo của các hạt nhân văn nghệ, các đoàn nghệ thuật, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác văn hóa văn nghệ ở từng đơn vị và trong lực lượng vũ trang quân khu. Sau liên hoan, các chương trình sẽ được lựa chọn, tổ chức giao lưu, biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân để từ đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó, tình cảm quân dân cả nước. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.